Em xin kính chào các bác nha, xin chào cả nhà đang xem. Các bác nhà mình qua like thì tương tác bài like yêu thương ủng hộ cho em gái, xin lượt chia sẻ bài viết các bác nhé. Hôm nay thì bên nhà vườn chúng em đã tiếp tục lên chia sẻ các bác nhà mình những cái mã hàng lan rừng rất là đẹp trong cái video ngày hôm nay. Rất là mong các bác ghé qua ủng hộ cho bên nhà vườn chúng em nhé. Đầu tiên thì em sẽ đi vào luôn cái phiên bán hàng. Đó là một cái giò, đây là một giò đai châu hồng gấm. Giò này rất là đẹp các bác ạ. Giò này là đây này các bác này. Cây này thì được một mẹ một con đây các bác này. Đai châu hồng gấm các bác nhé, một trong dòng hoa mà em rất là đam mê. Có nghĩa dòng này thì hoa nó rất là đẹp và rất là lâu tàn, một năm thì được 2 đến 3 lần hoa các bác nhé. Giò này khá là đẹp đấy ạ, ghép trên lũa các bác ạ, ghép trên lũa sẵn nhé. Bác lấy giò này về chơi thì có thể lựa chọn đến giò này, dòng này vì đây là dòng siêu hoa, một năm có thể được 2 đến 3 lần hoa các bác nhé, một năm được 2 đến 3 lần hoa. Dòng này là dòng một năm có thể ra được 2 đến 3 lần hoa các bác ạ. Và thân lá rất là đẹp. Cây này nó khỏe lắm các bác ạ. Có cây đang... em xem trong vườn có cây, thỉnh thoảng có cây đang bắt đầu đi nụ ấy các bác ạ. Đây, có cái này thì đang chuẩn bị đi nụ hoa rồi. Tại vì ở vườn cùng cái lứa này là thi thoảng có cây là bắt đầu đi nụ rồi. Đấy, ở đây thì cây khả năng là nó chưa có nụ đâu. Nhưng mà ngoài vườn nhà em xem thỉnh thoảng có cây đang bắt đầu có nụ rồi các bác nhé. Giờ này được 3 cây châu hồng gấm nhá, ghép trên lũa. Dòng này là dòng dễ gió các bác ạ, thân nó đẹp và nói chung là rất là khỏe, dễ chăm dễ trồng. Giờ này em xin phép chia sẻ các bác nhà mình giờ này 3 cây. Em sell các bác nhà mình giá đầu like là 600k. Các bác cứ đi tìm hiểu những nhà vườn khác xem. Nói chung là giò châu hồng gấm đẹp như vậy là không có dưới giá 900 nghìn đâu các bác ạ. Em sell các bác nhà mình có 600 nghìn thôi. Đấy, bác nào mà sưu tầm được cái chốt cho em là một giò đai châu hồng gấm nhá. Giò đầu tiên. Tiếp theo đây em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một chậu chồn trắng. Chồn trắng thì như thế này các bác ạ, đây nó là hàng Thái. Và hôm nay thì em có hai giò thì hôm nay em khách đã chốt một giò rồi, còn có đúng một chậu này duy nhất thôi. Thì bác nào mình hoan hỷ và mình muốn sưu tầm những cái giò chồn trắng hoa đẹp thì các bác có thể lưu ý đến giò này nhé. Tại vì còn mỗi giò thôi ạ. Ở đây được 3 cây, cả mẹ cả con, dề này cũng được 3 cây cả mẹ cả con, dề bên này cũng được 3 cây cả mẹ cả con đang bắt đầu đi nụ hoa. Giò rất là to đẹp đấy ạ, chồn trắng các bác nhé. Đây, chậu này của em thì có cái mã số đó là mã số 6. Mã số 6 các bác ạ, chồn trắng hàng Thái và đã được nuôi thuần tại vườn. Chậu này em chia sẻ các bác nhà mình nốt còn một chậu 600 nghìn, giá rẻ nốt các bác ơi. Ở đây em có một cái chậu kiều các bác ạ, đây là cái dòng kiều tím. Cái này là của Thanh Hóa các bác nhé, hoa rất là đẹp. Đây, em thuần vào chậu khá là lâu rồi, cây nó đẹp khỏe lắm. Kiều tím Thanh Hóa, chậu này em chia sẻ các bác nhà mình có cái mã số là mã số 9B. Mã số 9B nhá, giò này siêu to luôn. Em xin phép chia sẻ các bác nhà mình giò này mã số 9B. Với giá là 750 đi, 750 nghìn. Mã số 9B, một giò kiều tím Thanh Hóa rất là đẹp các bác ạ. Đấy, toàn thân tơ đang sưng nụ rồi các bác nhé. Đang sưng nụ rồi ạ. Tiếp bây giờ thì em sẽ lên chia sẻ các bác mình một cái giò kiều tím phải nói siêu vip các bác nhé. Cái giò này là của vùng miền Đắk Lắk các bác ạ. Đắk Lắk cả nhà ơi. Hoa phải nói là cái này là cái dòng hoa rất là tím, rất là đẹp các bác nhé. Dòng này bây giờ trong dân người ta đi sưu tầm trên rừng nhiều lắm nhưng mà cũng không còn mấy. Đây các bác phải ngắm giúp em cái thân của nó tím lịm như này các bác nhé. Thân nó tím lịm như này. Năm ngoái là khách họ cứ bảo em là tách cho hai thân ra nhưng mà em không tách đấy. Hai thân các bác ơi, đấy, dòng này là hàng của Đắk Lắk các bác ạ, nó là của Tây Nguyên, chính xác là nó của Tây Nguyên, lá nó là lá mít các bác nhá, lá này nó là nuôi thuần lâu, nó hơi hơi kiểu nó dính bẩn bụi bẩn một tí, một giò kiều khủng vip các bác ạ, các bác nhìn cái giò kiều như thế này thì hoa nó cỡ nào các bác, thân nó dài hơn 1 mét các bác ạ, thân nó to như cái ngón tay cái nhá, thân nó to như ngón tay cái. Đấy, một giò kiều phải nói là siêu vip siêu to các bác ạ, toàn lá mít thôi các bác ạ, đây toàn lá mít này, lá mít đây các bác ạ, đấy này nó hơi bị bụi một tí thôi, còn lá mít cực kỳ đẹp các bác nhé, thân nó cỡ dài hơn 1 mét, có những thân dài 1,3 m như thế này thì các bác biết cái hoa của nó dài như cái đòn gánh các bác ạ. Em nói thật sự luôn là để nuôi cực kỳ là hiếm được những cái giò kiều nó đẹp như thế này. Đấy, rồi rất là to các bác nhá, giò này gọi là nàng kiều lỡ bước đấy. Đẹp lắm các bác ơi, kiều hoa đẹp lắm cả nhà. Giò này nuôi thuần ở vườn cũng phải tầm vào cứ gần 5 năm rồi. Em treo ở trên gốc cây nhãn. Em treo cái giò này trên gốc nhãn, cái chỗ lên nắng nó cũng rất là nhiều. Đấy nhá, lâu lắm rồi. Em hôm nay em mang xuống để bán. Nó phải nở hoa ở vườn nha, em phải tầm đến tầm 4 lần rồi các bác. Năm nào được gặp hoa đẹp lắm. Đang sưng nụ này.
Các bác lưu ý cho em, thân nó tím lịm như này các bác này. Hoa nó đẹp lắm các bác. Hoa đẹp lắm luôn đấy. Đấy các bác thấy không? Nó cả bằng một cái bụi này, nó phải to bằng nói chung là to hơn một cái người nhà em rồi. Đấy, các bác thấy chiều cao của cái cây này nó quá là đẹp luôn các bác, quá là cao luôn. Cây như này các bác ngắm hoa cho em những cái cần hoa nó dài. Năm ngoái cần hoa của nó, năm ngoái em có đo và chụp ảnh đấy các bác. Cần hoa năm ngoái dài đến 80 phân các bác ạ, 80 phân là không tính từ trong cuống đâu, tính nguyên từ cái đoạn chui hoa đấy các bác, tính từ nguyên từ đoạn bắt đầu nở bông hoa đấy. Đấy, 80 cm các bác ạ. Còn nếu mà tính cả cái cuống hoa bên trong nó thêm 15 cm nữa. Trời ơi, nó siêu VIP nha. Giò này thì bác nào mà sưu tầm được giò này để mình ngắm hoa giò này thì tuyệt vời đấy ạ. Em chia sẻ giò này nhá, một giò kiều tím của vùng Tây Nguyên. Giò này của em thì có cái mã số đó là mã 68. Mã 68 các bác nhá. Giò này bác nào chốt được em chia sẻ các bác nhà mình giò này với giá bằng 1 triệu 3. Quá đẹp các bác ạ. Không bao giờ có giá như này luôn các bác nhá. Em gọi là bán tặng các bác nhà mình để các bác nhà mình lấy cái cây VIP về để chơi nhá. Các bác biết là những cái dòng kiều tím thì hoa nó rất là đắt rồi. Cái giò này thì nó quá tuyệt vời, rất là VIP. 1 triệu 3 mã số 68. Đẹp mà rẻ đấy, bác nào lấy tranh thủ nhá, vì không bao giờ có giò thứ hai như thế này các bác ạ. Đấy, em xin mời các bác nhà mình. Rồi ạ, tiếp theo đây em sẽ qua các bác nhà mình những cái cây giống chất lượng tiếp theo. Cái giò này của em đó là một cái giò 4N lai với cửu bảo tiên. Hoàng nhận 4N lai cửu. Cái dòng này thân lá cực đỉnh các bác ạ. Thân lá nó to lắm. Năm ngoái thì em mới lấy thử khoảng tầm 20 cây về để nuôi. Tại vì cái giống này nó là giống mới. Các nhà vườn gần như cũng không có giống này các bác. Các nhà vườn không có giống này. Cái này là em nhập thẳng bên Thái đấy. Năm ngoái em lấy cái hàng này là cùng đơn với châu, đai châu. Em nhập đai châu bên Thái về thì em lấy kẹp thử 20 cây thôi. Loại này để về nuôi. Em bán hết rồi các bác ạ. Hoa đẹp lắm. Cái này nó là cái dòng hoàng nhận 4N lai với cửu bảo tiên. Hoa rất là đẹp, hoa tháng 9 các bác nhé. Mã số 5, mã số 5 chậu này 2 cây. Em chia sẻ các bác nhà mình chậu này với giá bằng 500. 500 nghìn 2 cây rất là to. Bản lá đẹp các bác nhé. Rồi em xin mời các bác nhà mình nhé. Tiếp theo đây thì em có cái cây này, nó là cây cây nhận 4N bản lá Mitsu các bác. Cây nhận 4N bản lá Mitsu này. Cây này thì là ghép trên lũa rồi các bác. Ghép trên lũa rồi các bác về nhà mình sẵn chơi nhé. Ghép trên cái dáng lũa rồi các bác về sẵn chơi. Đó, đơn này của em để bàn lá siêu VIP. Được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9 cây này, 9 cặp lá các bác ơi. 4N nhá, bàn lá Mitsu 9 cặp lá, cây này lên lũa rồi. Cây này bác lấy được cây này chốt cho em cây này với giá là bằng 600k. 600k lên lũa rồi các bác nhá, rất là đẹp. Cây này của em thì có cái mã số đó là mã số 70. Mã số 70 các bác nhá, 600k cây này nhá. Tiếp theo em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình, đó là một chậu quế trắng tháng 8. Hàng Hòa Bình các bác ạ. Hàng này là nuôi từ lúc cây giống mà nuôi lên các bác nhé. Không phải nuôi cây to như nó to sẵn như này đâu. Nuôi là nuôi từ cây giống lên đấy các bác. Cái chậu ngày xưa em thuần là cái chậu nhỏ nhá. Các bác nào lấy chậu này mình về đặt lồng cho một cái chậu to ra bên ngoài đi. Đấy. Cây nó đẹp lắm các bác ạ. 3 cây. 3 cây quế trắng tháng 8. Mã số 5B. Mã số 5B nhé. Chậu này bình thường bán 550 đấy. 3 cây. Quý trăm tháng 8 nó là hàng giá trị cao các bác ạ. Em sell các bác nhà mình ở đây mã số 5B với giá bằng 390. Đấy, bác lấy chỗ này chốt cho em gái nhá. Em sell nốt cho các bác nhà mình về với giá 390 các bác ơi. Quý tháng 8 là một trong dòng hoa, mặt hoa rất là đẹp, rất là quý. Quý tháng 8 hoặc là nhạn tháng 8, những dòng nở hoa tháng 8 đều là những dòng đắt tiền các bác ạ. Ở đây em có một cái giò này là giò quế tím các bác nhá, quế tím. Thì ở đây các bác có thể ngắm giúp em còn một giò cuối cùng. Còn một giò cuối cùng các bác ơi, một giò cuối cùng nhé. Đó, nó rất là nhiều cây các bác ghép trên lũa sẵn rồi. Nhà em chắc lần này cũng sẽ không ghép quế tím nữa, bởi vì thực ra làm nhà vườn nếu mà để ghép quế tím thì tính ra là lỗ các bác ạ. Tại vì đây, một cái giò quế tím như này, giò này nó phải tầm mà đến 17, 18 hoặc là 20 cây quế tím đấy ạ. Đấy, rất là nhiều, ghép nuôi gần 2 năm rồi các bác ạ. Ghép trên lũa, đấy. Cái dòng quế tím thì hoa rất là thơm, màu hoa là màu rất là đậm, màu tím các bác nhé, hoa thơm và rất là đẹp. Mỗi tội là quế quế tím này mình nuôi mất cái công nuôi lâu lắm các bác, rất là lâu mới được một giò quế tím. Nếu mà mình làm kinh tế mà để ghép lâu lắm mới được một giò để bán các bác ạ, thì nó lỗ. Đấy, tính ra là hoạch toán ra là nó lỗ đấy. Em sell nốt cho các bác nhà mình giò này mã số 16B với giá 430 nhé. Em chắc là không ghép quế tím nữa, tại vì đây là những cái giò còn sót lại từ ngày trước thì còn thôi ạ. Ghép trên lũa. Em đọc xin đọc lại mã số lần nữa nhé. Giò này của em có cái mã số 16B. Mã số 16B là 430.000. Rồi em xin mời các bác nhà mình nhé. Ghép kín hết cả lũa luôn đấy. Sơn thịt tiên này các bác ơi.
Thân đẹp lắm các bác ạ. Thân toàn thân tôi, những thân này đang đi nụ hết này. Thân này đang có nụ hết, các bác yên tâm là đều đang nhức nứt nụ hết nhá. Thân này có cái nụ hoa dài hơn một chút. Sơn thủy tiên các bác ạ, chậu này đẹp lắm. Chậu này bác là lấy được chậu này sơn thủy tiên toàn thân tơ thôi. Em chia sẻ là 350 chậu sơn thủy tiên nhá, 350. 350k cho sơn thủy tiên. Đấy, chậu này bác lấy được cái chốt rồi em. Chậu cát lê a các bác ạ, chậu cát lê a đây, dòng này hoa đẹp mà rất là thơm này. Một chậu rất là to. Gọi là tác phẩm VIP ấy các bác ạ, mã số 20B nhé. Em xin lỗi, mã số 20. Mã số 20 chậu này em bán đây các bác này, 650. Chậu này em sale nốt cho các bác nhà mình, chậu này 600.000 nốt thanh lý nốt nhé. Mã số 20 chả có nhiều đâu các bác, có mỗi 2 chậu thôi. Mã số 20 là 600k nhé. Ở đây em còn một cái chậu cửu lai với tam bảo sắc các bác ạ, cửu bảo tiên lai với tam bảo sắc. Cái giò gỗ. Hình như còn mỗi giò này hay sao nhỉ? Cửu bảo tiên lai tam bảo sắc các bác nhé. Đó, hoa của nó tầm tháng 5, tháng 6 các bác ạ. Đang bắt đầu nhú nhú cái nụ hoa một chút rồi. Cửu lai với tam bảo sắc nhé. Đó, bác nào mà sưu tầm rồi này thì mình liên hệ cho em gái. Rồi này trước em bán 1 triệu 3 một giò đấy. Cửu lai tam bảo. Đây, còn giò này các bác lấy được nốt. Em thanh lý nốt cho giò này với giá bằng 900. 900k cửu lai tam bảo sắc các bác ơi. Giò này đẹp lắm. 900k các bác nhé. Đấy, bác nào mà sưu tầm được thì chốt giúp em. Đây là một giò cửu, tại vì em hết rồi, không còn nữa nên là em sẽ không đánh mã số nhá. Ví dụ như nó còn 3, 4, 5 giò cửu thì em sẽ đánh mã số, nhưng mà hết rồi, cái dòng cửu lai tam bảo sắc này em còn có một giò này thôi. Nên là em xin phép không đánh mã số nữa. Giò này bác là chốt được, chỉ cần gọi điện cho em và nói là anh lấy giò cửu thôi. Cửu lai tam bảo. Giò này chia sẻ các bác nhà mình còn giá 900k giò này nhá. Tiếp đây thì em sẽ lên cho các bác nhà mình những cây giống phải nói rất chất lượng. Đây là một cây hoàng nhạn 4N các bác ạ. Cây này của em được 2, 4, 6, 8. Cây này đang lên cặp lá thứ 9 các bác. Cây này đang lên cặp lá thứ 9 nhá. Cây 4N bản lá xếp các bác ạ. Bản lá mít xếp nha. Hoàng nhạn 4N bản lá mít xếp. Cây này em xin phép sell các bác nhà mình nha. Cây này của em mã số là 72. Cây này mã số 72. Em xin phép chia sẻ các bác nhà mình cây 4N này với giá bằng 390.000. 390 các bác nha. Em lấy các bác mình 380 nốt, 380. Đôi này bác lấy được cái chốt giúp em, bình thường cây này không có giá dưới giá bằng 480 đến 520 đâu các bác ạ. Em lấy các bác nhà mình nốt là 380 nhá. Đang lên cặp lá thứ 9 rồi các bác ạ, đẹp lắm. Rồi bác nào sưu tầm vào cái chốt giúp em. Ở đây còn một cây 4N bản lá Mitsu. Cây này mã số 17 các bác ạ. Lá này nó là dòng lá su thì nó sẽ to và tròn. Nó là hàng VIP nên là giá của nó sẽ cao hơn hàng thường các bác nhé. Cây này của em đang được là 2, 4, 6, 8, ốc gần được 9 à. 2, 4, 6, 8, 9. Cái này 9 cặp lá thật. Cái này 9 cặp lá các bác nhé. Lá rất là to tròn. Đấy, đối với hàng Mitsu thì những cái hàng này các bác nuôi tác phẩm thì nói chung là xuất sắc rồi các bác ạ. Mã số 17 nhé. Cái này em lấy các bác nhà mình 480.000 nốt. 480. Cái này trước bán với giá 580. Bây giờ bán 480.000. Gọi là sale xả nốt. Còn một vài cây cuối cùng dòng Mitsu. Bác nào mà mình lấy Mitsu mình tranh thủ nhé. Cây hoàng nhạn 4N mã số 17. Ở đây em còn một cặp hai cây trâu trắng các bác ạ. Hai cây trâu trắng tinh này. Hai cây trâu trắng tinh các bác ạ. Đấy, cây cặp này em sell các bác nhà mình 230. Các bác không phải hỏi về giá, không phải lo về giá đâu. Cặp này ngày trước em bán 350 đấy. Bây giờ em sell các bác nhà mình 230. Trâu trắng tinh cả nhà nhá. Cặp trâu trắng tinh, hai cây. Đó, đơn này bác lấy được cái chốt giúp em. 230.000. Ở đây em có một giò quế Thanh Hóa các bác ạ, quế trắng tháng 8 hàng Thanh Hóa đấy, em bảo hành chuẩn quế 100% các bác nhé, em bảo hành chuẩn quế trắng tháng 8 100%, nó là hàng quế của Thanh Hóa ấy, các bác ạ, dòng này nó là dòng hoa xanh cốm đẹp lắm, đấy, bác nào sưu tầm giò này nhá, hoa xanh cốm tháng 8 cho hoa, ghép trên cái lũa mà cái lũa này phải nói là nó cực kỳ là nặng luôn các bác ạ, lũa nó gỗ nó chắc nó tốt đấy, gỗ nó tốt nó nặng lắm, đấy, giò quế trắng tháng 8 hàng Thanh Hóa các bác nhé, giò này em bán 1 triệu 3 đấy, cả giò này nó rất là nhiều ngọn, em thanh lý nốt cho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giò này 10 ngọn các bác ạ. Giò này em thanh lý các bác nhà mình giò này với giá bằng 800k, 800k giò quế. Quế các bác ạ, quế trắng tháng 8 đấy ạ. Đây các bác nhìn cổ lá các bác sẽ phân biệt được chuẩn quế nhá. Đấy, các bác nhìn cổ lá cho em nhé, bảo hành là quế nhá. Đó, không phải lo là chuẩn quế các bác nhé, không phải tam bảo sắc đâu. Các bác nhà mình mua, các bác nhìn cái cổ lá các bác sẽ biết phân biệt được đấy ạ. Rồi nặng lắm, em xin phép cất lên nhé. Giò quế tháng 8, giò này của em đọc lại mã số lần nữa. Giò này mã số 73 các bác ạ. Giò này mã số 73. 800k cho giò này các bác nhé. Đó, ghép lâu lắm rồi các bác, nhìn bộ rễ này. Ghép lâu lắm rồi các bác ạ, 800. Ở đây em còn cái cây trâu đỏ chớp các bác ạ. Cây này của em mã số 39 này.
Lá thì nó là dòng lá Mitsu siêu to siêu nặng các bác. Cây này em nói thật chứ cây này mà nặng, đặt lên cân chắc nó nặng phải cần 2 cân. Vừa rồi vận chuyển nó bị xước mất tí lá này. Trơn cây này quá vip luôn. Cây này đang ở cái size phải nói là size lớn nhất các bác ạ. Cây này bán bình thường 800 hơn đấy ạ. Lá Mitsu cực kìa to và dày nhá. Cây này em xem nốt cho các bác nhà mình giá 350. Nói chung là vừa đẹp vừa rẻ các bác ơi. Các bác nhận được cây này các bác sẽ cảm giác được là mình trúng quả luôn đấy các bác ạ. Mua được cây này nhá. Cây này phải nói là cây này nó quá là đẹp các bác ơi. Quay trong hình ảnh như vậy nhưng các bác về nhận hàng em nghĩ là các bác nhận hàng các bác sẽ cảm thấy nó đẹp ngoài sức tưởng tượng các bác nhà mình luôn. Giá thì rẻ đi hơn một nửa vì là bình thường em bán những cây size lớn bản lá mít to như này là bán 800 nghìn. Bây giờ em sell các bác nhà mình cây này với giá bằng 350. Mã số 39 nha. Cây này màu đỏ chớp, mã số 39. Rồi tiếp theo em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình cây tiếp theo. Đó là một cái cây châu hồng cánh sen này. Cây này nó bị lỗi mất tí lá này. Tự nhiên nó khô mất tí đầu lá. Lá bên dưới các bác ạ, hồng cánh sen. Cây này em sell các bác nhà mình cây này với giá 160. 160 nghìn cây này các bác nhá. Đó, cây này tiếp theo, cây này của em cũng là màu hồng cánh sen, mã số 2B. Mã số 2B, cây này chia sẻ các bác nhà mình cũng 160 luôn. 160.000 các bác nhé, mã số 2B. Rồi, cây này tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình, đây cũng là một cái cây màu đỏ các bác ạ. Cây này mã số bao nhiêu nhỉ? Mã số 40 các bác ạ, cây này mã số 40 nhé. Đó, cây này cây màu đỏ đấy ạ. Lá Mitsu rất là đẹp, cây này sell cho các bác nhà mình 270.000. Lá Mitsu rất là đẹp các bác nhé. Lá mít xếp Mitsu đấy ạ. 270.000 cho cây này ạ. Mã số 40. Đây em xuống các bác nhà mình một cái cây bát bảo tiên các bác nhé. Một trong giống hoa mà phải nói là lan rừng đẹp nhất. Nếu mà để xét lan rừng thì dòng này chắc là dòng đắt tiền và đẹp nhất đấy các bác ạ. Bông nó phải nói thật sự là đỉnh luôn các bác ạ. Hoa nó thơm lắm. Hoa nó thơm lắm các bác ạ. Đấy. Bông nó to lắm các bác ơi. Nó là dòng cánh bầu, cánh mai các bác nhé. Bông cực kỳ là to. Đây các bác ngắm đi. Giờ này nó là hàng rừng các bác. Em ghép vào đây cũng được cỡ vào gần 2 năm rồi đấy. Đẹp lắm. Này lá này. Siêu to nhé. Bình thường người ta bán cái này bán theo lá các bác. Bán theo cặp lá. 100.000 một cặp lá các bác ạ. Nguyên cây này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cây này đang được 8 cặp lá. 800.000 một ngọn. Các bác biết là những cái hàng này nó hàng giá trị rất là cao. Em chỉ nói như vậy các bác sẽ hiểu. Hoặc là bác nào mình đã chơi nhiều rồi, các bác sẽ biết được cái hàng này nó cực kỳ là quý các bác nhé. Hoa nó rất là chất lượng các bác, đẹp lắm. Cái giò này của em được tới là 2 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, giò này 5 ngọn. Nên em bán tặng cho các bác nhà mình nốt nha, 5 ngọn. Cái đây là bát bảo tiên. Em bán cho bác nào lấy cây giống về trồng nha. Bát bảo tiên các bác nha. Đấy, em quay lại lần nữa cho các bác nhà mình xem. Giò này em sẽ chia sẻ các bác nhà mình giò bát bảo tiên này với giá bằng 1.3 triệu. Đấy, bác nào hoan hỉ lấy được giò này rất là đẹp nha. Lấy cây giống về làm vườn, lúc nào có ảnh hoa, lúc nào năm nay nở hoa, các bác cho em xin cái ảnh mặt hoa, thế là được nha. Trả cho em cái gì ảnh mặt hoa. Nụ, cái cần hoa cũ này, nụ hoa phải quá trời các bác ạ. Nụ hoa nhiều lắm, hôm trước em bán cái giò kia, nụ hoa cũ của nó một cây. Cái dòng này dòng siêu hoa đấy, một ngọn nó được 4-5 ngọt vòi nụ hoa luôn. Đấy, cây này nhá, cây này cây bát bảo tiên các bác ơi. Em chia sẻ các bác nhà mình cả giò này 1.3 triệu đấy. Các bác không đi đâu mua được mà cái giống này cực kỳ là hiếm. Cũng có tiền chưa chắc mua được các bác ạ. Vì cái giống này nó rất là ít nhá. Rồi nó nặng quá, ghép trên lũa nặng quá. Em xin phép để cất cái giò này lên 1.3 triệu nhá. Bác nào sưu tầm được hoan hỉ, gọi điện cho em gái và đến mua hàng nhá. Em có cái giò châu rừng buôn đôn các bác này. Cái này bị con côn trùng nó chích một tí này. Nói chung là cây rất là khỏe. Ba cây to, một cây nhỏ các bác nhá. Một giò châu rừng buôn đôn. Nuôi được một giò như này là cũng là cả một thời gian, cả một quá trình các bác ạ. Mới được một giò trâu ấy. Đẹp lắm, mã số 21. Em sell nốt cho các bác nhà mình giò này mã số 21 này. 450.000. Trâu rừng buôn đôn các bác nhé. Tiếp theo đây thì em có một cái lũa này là lũa cookie các bác ạ. Crack cookie đấy ạ. Các bác ngắm giúp em này. Cái hàng xưa, cookie xưa các bác này. Lá nó cực kỳ đẹp các bác ạ. Lá đẹp, hoa đẹp. Đó, giò này được 6 cây nhé. Cây nào nó cũng to đều đều như nhau các bác. Không có cây nào nhỏ đâu. Cây nào cũng to luôn đấy. Đây các bác ngắm đi. Cookie xưa các bác nhé. Đây. Đó. À không có lỗi lầm gì đâu các bác. Cây nó rất là đẹp, rất là khỏe. 6 cây cookie xưa. Đi mua ở ngoài bây giờ 300.000 cây cookie xưa. Những cây đẹp đẹp to to tầm như cây này phải tầm cỡ vào gần 500 một cây. Cookie xưa các bác nhé. Mình cứ tham khảo giá mình sẽ biết nhé. Về cái giống cookie này. Crush cookie xưa. Đẹp cả hoa. Đẹp cả hoa cả lá các bác ạ. Dòng này chơi cả hoa cả lá luôn. Rất là đẹp, rất là thơm. Đơn thân thì cookie gọi là mãi đỉnh rồi. Đấy, em lên cho các bác nhà mình cái giò tác phẩm đây ghép trên lũa các bác nhé. Được cả 6 cây.
6 cây này em chia sẻ các bác thì mình nốt 1 triệu 2 nhá. Rồi em còn đúng hai giò duy nhất thì cái giò này đẹp hơn này. Còn một giò em vẫn treo trên vườn, giò nó nhỏ hơn giò này một chút. Hết sạch các bác ạ. Các bác đi mua ngoài không dưới giá 300 nghìn một cây đâu ạ. 6318 rồi, em lấy các bác mình 1 triệu 2 thôi. Để bác nào lấy được cái chốt nhá. Giò này của em có mã số là 18B. Mã số 18B, 1 triệu 200 nghìn cho giò này. Em lên chia sẻ các bác cho mình cái giò kiểu phải nói là siêu VIP các bác nha. Hoa không đẹp em không lấy tiền. Hoa nếu như không tím đậm nhá. Nếu bác nào mà năm nay mình chơi hoa mà mình thấy nó tím nhạt các bác gọi alo em gái nhá. Em bảo hành các bác nhà mình 100% nhá về cái dòng này. Đấy, các bác biết không ạ? Bề trong miền trong ấy, là trong miền cái vùng mà bà con đi lấy ở cái vùng này, vùng Tây Nguyên này. Họ được ví dụ như này, cái này là em mua của mấy năm trước em đã nuôi thuần rồi nhá, mà bây giờ mà em mà bảo dân mà đi tìm những cái cây kiều tím trên rừng về mà những cái cây thân nó tím như này này, họ không mà để cho các bác, họ lấy ra bán lẻ riêng từng cây các bác, về tất cả những cái cây mà thân nó tím đậm như này là hoa nó tím ngắt các bác nhé. Bác nào mà năm nay chơi những cái giò kiều này của em mà hoa nó không tím đậm nhá, các bác chỉ cần lưu ý cho em, chỉ cần biết là nếu như hoa không tím đậm các bác cứ alo cho em gái nhé. Em có mặt mọi lúc mọi nơi, em hoàn tiền các bác nhà mình. Đối với giò này nó nở hoa tại vườn này các bác ạ. Đây này, cứ cái dòng thân nó tím ngắt như vậy là hoa nó rất là đậm màu các bác nhé. Cái này là của vùng Tây Nguyên các bác ạ. Giò này phải nói là giò siêu đẹp luôn. Bản lá mít, đây là bản lá mít các bác nhé. Lá tròn xoay luôn. Cái này thì mình vừa đẹp cả thân vừa đẹp cả lá các bác ạ. Đẹp dã man. Giò này được 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 10 hoặc là 11 thân gì đấy, tầm đấy, thân tư ạ, hoặc là 12 thân tại vì nó hơi dày dày nhau, thân nó to như ngón tay cái của em các bác ơi, các bác lưu ý nha, không như kiểu các bác chơi ở nhà đâu, thân nó to như ngón tay cái của em và dòng này nó ăn nắng nhiều, nuôi thuần ở vườn nhà em được 4 năm rồi, em có mấy giò kiều em toàn treo ở trên, có giò thì để trên chuồng cọp cùng mấy cái lan năm cánh trắng của em ngày xưa, có giò thì em treo gốc nhãn. Đấy, nói chung là thuần rất là lâu rồi mà cái thân của nó cực kỳ là dài các bác nhé, không chỉ là thân nó to đâu các bác, nó to nó mập mà nó rất là dài nhé. Có những thân này đo được khoảng tầm dài được khoảng tầm coi như là 1 mét, có những thân thì tầm 70-80-90. Đấy, các bác lưu ý này, mình chơi kiều nhá, các bác ơi có kinh nghiệm mình sẽ biết nhá, thân càng dài ngồng hoa càng dài các bác ạ. Cái thân cái và cái ngồng hoa sẽ tỷ lệ thuận theo nhau, cái ngồng hoa của mình vì cái thân dài này nhá là ngồng hoa nó càng dài. Đấy, mình đi mua kiều là các bác lưu ý những điều như vậy nhá. Còn các bác nhà mình cứ mua những cái chậu kiều lùn lùn mà cao khoảng tầm vào cái loại hàng gieo hạt mà cao tầm 20-25 cm ấy, những cái loại đấy là ngồng hoa rất là ngắn, rất là bé. Đó, giò này nhá, cực kỳ là đẹp luôn, nó là của vùng miền Tây Nguyên đấy. Em chia sẻ cái chậu VIP này, chậu kiều VIP này lá mít nhá. Chậu này của em có mã số đang sưng nụ nhiều các bác ơi, đang sưng nụ nhiều nhá. Mã số 11B. Mã số 11B nhá. Giò này bác lấy được giò này, em chia sẻ các bác nhà mình giò này với giá bằng 1.350.000. 1.350. Cực đẹp, cực đỉnh luôn. Đấy, 1.350. Em xin mời các bác. Đẹp dã man. Trời là mít nó sướng. Đó, bác nào sưu tầm được gì mình gọi điện theo số điện thoại bên em là 0385050491 để mua hàng nhé.